Liệu có hay không kịch bản để tri ân lần cuối thi đấu cho đội tuyển Ba Lan của Lewandowski mà các đồng đội của anh sẽ chơi với hơn 100% khả năng và đánh bại người Pháp? Đây là một giả thiết thú vị và nếu nó xảy ra, một lần nữa chúng ta lại thấy bóng đá thật khó lường. Nếu bạn vẫn có một chút tin tưởng về những điều tưởng chừng xa vời như vậy, bạn rất nên theo dõi màn dự đoán của nhà tiên tri trong chương trình Sôi Động Cùng Euro. Biết đâu, Ba Lan thắng lại chính là kết quả của màn tiên tri này. Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với dự đoán cùng Euro với nhà tiên tri Hunter Q của chúng ta. Và trận đấu ngày hôm nay Hunter Q dự đoán đã chính là trận đấu diễn ra tại bảng D, trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Ba Lan. Cục diện bảng D lúc này thì Hà Lan đang dẫn đầu bảng với 4 điểm, xếp thứ hai là đội tuyển Pháp, thứ ba là đội tuyển Áo và xếp cuối bảng đang là Ba Lan. Như vậy là Ba Lan đã chính thức bị loại, nhưng tính chất của trận đấu giữa Pháp và Ba Lan cũng sẽ quyết định đến ngôi vị của bảng D. Vì vậy, để chắc chắn đi tiếp khi là một trong hai đội dẫn đầu bảng thì Pháp rất muốn có được 3 điểm trong trận đấu này. Và hãy cùng xem nhà tiên tri Hunter Q chúng ta sẽ dự đoán đội nào giành chiến thắng quý vị nha. Và để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin được giới thiệu ở bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn đó chính là quốc kỳ của đội tuyển Pháp, còn bên phải màn hình của quý vị và các bạn đó chính là quốc kỳ của đội tuyển Ba Lan. Và như vậy là phần dự đoán của Hunter Q đã chính thức bắt đầu. Ngay từ những giây phút đầu tiên, Hunter Q vẫn đang di chuyển ở giữa sân, chưa quyết định di chuyển sang bên nào cả. Nhưng lúc này chúng tôi nhận thấy Hunter Q đã di chuyển vào bắt thức ăn bên phía của đội tuyển Pháp rồi, thưa quý vị và các bạn. Liệu có ăn hay không thưa quý vị? Không, như vậy là chúng ta mới di chuyển ở vành ngoài của bát bên phía đội tuyển Pháp và di chuyển ở góc sân. Vẫn chưa ăn thưa quý vị. Vâng, lại thêm một lần nữa dò xét bát thức ăn của đội tuyển Pháp nhưng ngay lập tức lại đi ra ngay. Không hiểu là Hunter Q có lựa chọn đội tuyển Pháp hay không. Vẫn là di chuyển ở sân của đội tuyển Pháp nhưng không vào ăn bát thức ăn bên phía đội tuyển Pháp. Ngay lập tức thì Hunter Q di chuyển tới bát thức ăn bên phía đội tuyển Ba Lan rồi. Tuy nhiên vẫn là chưa ăn. Ngay lập tức thì Hunter Q di chuyển ra ngoài luôn. Liệu không biết Hunter Q sẽ lựa chọn đội tuyển nào đây thưa quý vị. Hunter Q vẫn đang kiên trì ở phía góc sân, chưa quay vào bát thức ăn nào cả. Hãy hồi hộp chờ đợi những giây phút tiếp theo nào thưa quý vị. Vâng, rất khó để đưa ra lựa chọn cho chính mình. Lần này thì lại sang bát thức ăn của đội Pháp, nhưng lại không, lại quay lại bát thức ăn bên phía của đội tuyển Ba Lan. Và góc quay này thì có vẻ như Hunter Q đang ăn rồi thưa quý vị. Ăn hay chưa? Như vậy là Hunter Q đã lựa chọn ăn phần thức ăn của bên phía của đội tuyển Ba Lan rồi thưa quý vị. Đồng nghĩa với việc Ba Lan sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này.